Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài đăng có nội dung mình bị đuổi khỏi quán vì ngồi xe lăn của một TikToker tên L gây xôn xao. Bài đăng này nhận được 52.000 lượt tương tác, hơn 38.000 bình luận cùng hàng ngàn lượt chia sẻ. Theo nội dung được chia sẻ, trưa ngày 11 tháng 1, anh L đi xe lăn cùng bạn gái đến một quán vỡ trên phố Hà Nội. Vì chiếc xe nặng, quán chỉ có bậc tam cấp nên bạn gái anh đã vào quán nhờ nhân viên ra bê anh lên bậc tam cấp. Anh L kể, nhân viên bước ra và nói, quán em không có nhân viên để khi người như anh, nên anh và bạn gái đi quán khác. Anh viết trên trang cá nhân, đến một quán phở gà quen, hai đứa cũng vào ăn như bình thường, chỗ ngồi bé, nên anh hơi chen vào chỗ bà chủ ngồi bán hàng ăn. Bà đứng phát dậy, mắng nhân viên, ai nhận cái ngữ này vào đây ăn. Nhân viên bảo, anh ấy hay ăn ở đây, bình thường vẫn ngồi thế này. Bà càng được đà, không bán được, đã thế thì tôi đứng. Anh L cũng cho biết đây là quán quen của anh và bạn gái. Theo anh, thông thường khi đến đây có một người phụ nữ trẻ rất niềm nở và vẫn cho cả hai ngồi ở đầu quán để tiện đi lại. Nhưng hôm xảy ra sự việc thì người đứng bán là một phụ nữ lớn tuổi. Sự việc nhận được nhiều ý kiến bình luận. Phóng viên đã đến quán phở này và gặp được bà chủ quán phở sau hơn một tiếng đồng hồ vì quán đông khách. Bà T, 73 tuổi, chủ quán phở xác nhận vào ngày 11 tháng 1, anh L có cùng bạn gái đến quán ăn theo Bà Tê, đây là quán ăn của cha mẹ để lại, hiện bốn chị em bà đang cùng nhau bán. Vào trưa 11 tháng 1, bà Tê chuẩn bị đổi ca thì có một cô gái đẩy anh lờ ngồi xe lăn đến quán và gọi hai bác phở. Bà Tê kể lại, bà nói con có xe lăn thì ngồi bên kia cho trọng uống một cốc nước thôi, anh không nói gì, còn nhân viên của bà nói vào được. Bà hỏi nước vào thì ngồi chỗ nào thì họ chỉ chỗ này. Mà lúc đó bà đang để cái cân ở đây để cân hàng, nên nói chật thế này làm sao mà ngồi được, bây giờ vắng thì thông cảm, chứ sáng khách đông thì ngồi thế này bà không bán được, chỉ có bê qua quán cà phê gần đó ăn thôi. Bà Tê cho biết sau đó bà có nhắc nhân viên đẩy bàn lùi xuống để anh L cùng bạn gái ngồi ăn. Bà nói tôi không có ý đuổi, chú hay ăn buổi tối của con dâu nhà tôi, tôi vẫn vui vẻ. Lúc về tôi còn bảo dẹp cái này cho chú ấy đi ra, tôi già rồi, nếu tôi đối xử khách không tốt thì khách không đông như thế này. Bà chủ quán phở cũng khẳng định không nói ai nhận ngữ này vào đây ăn, mà chỉ nói lần sau các cháu ngồi bên kia cho rộng. Thông tin từ một cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội mấy hôm nay và đang vào cuộc xác minh làm rõ.